Thử nhà Mai này, để em chưa thử nha. Mai ơi, Mai ơi, Mai 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 ơi, Mai 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 ơi. Dạ, em chào quá. Đi đâu vô nhà tôi đây? Dạ, bác làm gì mà có vẻ săn sáo vậy? Bụng mới lúc này còn bự không? Huyết áp là có bình thường không? Rồi máu có còn không? Đi. Tôi hỏi cậu bước vô nhà tôi kiếm ai? Trả lời. Dạ, con muốn gặp Mai mà không gặp Mai, gặp xui. Là sao? Là gặp bác á. Mày nói gì sao gặp tao xui mày? Không, ý con muốn nói xui mà hên. Xui mà hên, là sao? Tức là từ lâu rồi con muốn ra mắt bác, nhưng mà cứ hẹn lần hẹn lượt hoài. Ngày hôm nay con mới gặp được bác, ý con muốn nói xui mà hên là vậy. À, té ra cậu tới nhà tôi, cậu kiếm con gái tôi, con Mai phải không? Dạ. Trả lời cho tôi biết, cậu quan hệ với con gái tôi thế nào? Dạ quen. Quen sao? Dạ bạn. Phải bạn không? Dạ phải. Thiệt không? Dạ thiệt. Chắc con nói lão còn bạc á. Chứ không lẽ mày chia tao? Nữ bằng cà phép. Ăn nói cẩn thận, nói gì cho người ta dễ ngộ nhận, hiểu chưa? Dạ con xin lỗi bác. Tình bạn phải không? Dạ. Được. Tình bạn mà quen biết, tìm kiếm, hỏi han sức khỏe, hỏi han vấn đề học vấn, vậy là tốt. Bởi người ta thường nói câu là thương nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo trở lại. Núi sông mày qua được, sao đèo mày trở lại? Dạ bên đèo có đường trang nhựa. Con ngu gì con lội bộ về lấy xe Honda giọt lẹ. Im. Thôi. Cậu lý giải cũng tốt lắm. Dạ. Nghe tôi hỏi nè, làm nghề gì đó? Dạ ba dê cho đe. Ba dê cho đe. À tôi biết rồi, cậu làm bảo vệ chó đẻ. Không phải, ba dê cho đe có nghĩa là bán dê chợ đen. Ê, hay lợi dụng bán dê chợ đen cắt cổ người ta phải không? Con chỉ bán lời phân thôi. À lời phân thôi. Dạ. Được, làm sao? Tức là con mua 5 đồng, con bán 10 đồng là lời phân nữa đó bác. Ê, mày lợi phân nữa là mày cắt cổ người ta rồi. Nhưng mà bà ơi, lúc này bán dê cả lương không ngon, con đuổi nghề khác rồi. Bây giờ làm nghề gì, có lương thiện không? Dạ, lương thiện. Lương thiện phải không? Dạ. Được, tốt. Cậu tên gì đó? Dạ con tên Tí. Tía của con tên Tò, má con tên Te, gia đình cộng lại là cái Tò Tí Te. Tên gia đình mày ngộ quá ha. Chưa hết bác, tía của tía con đó hồi đó là nhạc sĩ thổi càng đấm ma. À, gia đình văn nghệ phải không? Dạ. Ủa rồi cậu em mày? Dạ cháu cũng là thành viên trong đội văn nghệ của trường. Cậu là thành viên trong đội văn nghệ của trường? Dạ. Ê, vậy được, con gái tôi, con Mai nhà tôi? Dạ cũng là thành viên trong đội văn nghệ. Con Mai nhà tôi cũng là thành viên trong đội văn nghệ? Dạ. Trời ơi, vậy là cậu tới kiếm nó là... Dạ cháu với Mai chuẩn bị tập kình để phục vụ cho trường. À, thì ra là vậy. Dạ. Wow, hết nói nổi. Con bây giờ nói không nổi mà. Nó làm cái việc này mà nó không về nói với tôi một tiếng nào. Cái con nhỏ này mới nói đi về đây, nó biết tay tôi. Bác. Mày giỡn mặt hả mày? Tự nhiên mày đang nói chuyện rồi mày cười mày. Con khóc mà bà. Bà. Mày khóc? Dạ. Tại sao khóc? Bác đừng đánh ma mà bà. Bác đánh, bác đánh con đi, con quỳ chứ cho bác đánh này bác. Không, con ngầm luôn. Bác đánh đi bà. Bác đánh cho vừa lòng bác đi mà. À, đau quá. Đánh nữa đi mà. À, trời ơi, đau quá. Ê! Nằm già hả mày? Trời đất, tao đánh mày lúc nào đâu mà nói đau. Con tao làm cái điều tốt cho tao khen hết, sao tao đánh nó được? Vậy hả bác? Chứ sao? Quang hôn và ba tri. Ủa? Sao mày biết tở ba tri? Dạ Mai nói. Trời ơi, hết nói nổi mà. Con gái tôi cái gì cũng đi nói người ta nghe mà, chịu đời nổi không? Nè, cậu nói với tôi là cậu ở trong đội văn nghệ phải không? Dạ. Thiệt phải không? Dạ thiệt. Lấy gì làm bằng chứng? Dạ con có thẻ hội viên nè.
Thôi, hỏi cho biết vậy thôi chứ còn hỏi tôi móc thẻ làm gì? Lại là trong đội văn nghệ thiệt phải không? Dạ. Rồi, có thể tạm chấp nhận cậu trong đội văn nghệ, nhưng mà cậu nói không mà có cái gì làm bằng chứng cậu là đội văn nghệ không? À, ý bố muốn khảo sát con phải không? Rồi, chứ sao? Thôi bây giờ con hát cho bác nghe. Cái gì? Hát. Hát được? Dạ. Thiệt phải không? Dạ thiệt. Hát cái gì? Dạ giọng cổ. Số 1 nha. Dạ. Cái gì chứ nghe cái đó là ông già có cảm tình rồi đó. Dạ. Tao mê cổ nhạc lắm. Dạ. Làm thử nghe được không? Dạ được. Đâu, coi coi. Hẻ hẻ. Hẻ hẻ. Hey. Mày biết tao bị đau tim không mày? Hát gì hát đi làm gì? É é gì vậy? Con lấy giọng. Ôi, mày lấy giọng kỳ quá, hát đại đi con. Dạ. Mày é cái nữa là cái ly này vô mặt mày. Trời ơi, bởi sao cơ giữa tiếng đường tho tiền, nên Võ Đông Sơn đành chia tay vĩnh viễn bạch thù. Con ơi, con ca cổ nhạc vậy là bể quá con. Trời ơi, vậy mà mày khoe mày hát cổ nhạc gì? Mày chết với tao liền, muốn nghe cổ nhạc phải không? Dạ. Đây nè, nghe ông già hát nè con. Trời ơi, dạ. Tao hát Kiều Nguyệt Nga đàng hoàng cho mày nghe nè, nghe nè nghe. Ôi đẹp đẹp biết bao nhiêu lòng già tức chật sắc son, dầu âm dương nơi đường sống chết của nội trợ ngăn, dầu khanh tướng không không dễ gì lái chuyện lòng người chung thủy. Thấy không? Nguyệt Nga ơi, ta đường phước trăm năm của kẻ lạc đến đào nguyên tổ trước ước gì non bồng nước nhược là đây để hai ta gầy dựng mối duyên phàm. Hay quá bác. Người trong âm cảnh còn kẻ ở dương trần, tuy gần nhau trong khoảnh khắc sao nỡ im liềm tâm cá bóng chim. Hình bóng của nàng vẫn ngời sáng trong tim, chung thủy đó khó phai mờ thương nhớ. Bất luận nơi đâu dù trong nghịch cảnh, tình vẫn keo sơn gắn bó không mà sờn. Hay quá bác ơi. Trời ơi, bác là phải vậy đó con. Bác già mà bác còn gần quá. Cảm ơn con. Bác thấy cổ nhạc con yếu vậy thôi à. Chứ tân nhạc với kịch là con số 1. Thôi thôi thôi, thôi. Chú em mày khỏi khoe. Nãy giờ tôi kiểm tra là thấy chú em mày trất quốc rồi. Con nói thiệt mà. Sao? Tân nhạc được phải không? Dạ. Nói thiệt không? Dạ. Tôi cho cơ hội cuối cùng nha. Dạ. Đâu rồi, làm thử tôi coi coi. Xin phép bác. Tự nhiên. Đâu. Khi tuổi thơ nơi vườn xa một mùa đông băng giá, có tuyết trắng che lắm con đường, đôi chân em con dốc dài lạnh căm, có tiếng hàn lướt trên dòng sông, như con tim em buồn vui muốn nói, các cô gái ông dẫn mơ hồng giữa trời đông lạnh lùng, nhìn dòng sông thân thương ông tuổi thơ. Hàng tông che răng ai giờ đôi bờ,
trải vào đông mênh mang những nỗi nhớ, cho em khung trời ước mơ. Nếu có nước mắt, nếu có yêu thương, mênh mông dòng sông thì thầm cùng em, tiếng hát đấy vút cao hòa vào trời xanh. Khi tuổi thơ nơi phương xa một mùa đông băng giá, có tuyết trắng che lấm con đường, đôi chân em con dốc dài lạnh căm, có tiếng hát lướt trên dòng sông, như con tim em buồn vui muôn nay, có cô gái ôm dẫn mơ hồng giữa trời đông lạnh lùng. Nhìn dòng sông thân thương âm tuổi thơ, hàng thông che sáng ai giờ đôi bờ, trời vào đang mênh mang nhưng nỗi nhớ, cho em khung trời ước mơ. Nếu có nước mắt, nếu có yêu thương, mênh mông dòng sông thì thầm cùng em, tiếng hát đấy vút cao hòa vào trời xanh. Những lúc buốt giá nếu kéo con tim, không gian lắng yên một dòng sông băng, mong ban mai đưa ánh dương về cùng dòng sông, mong ban mai đưa ánh dương về cùng dòng sông. Oh. Đó, lắm cậu em mày phải biểu diễn vậy tôi mới xác định cậu em mày trong đội văn nghệ của trường, đúng không? Dạ. Được rồi, tôi sẽ cho con Mai nhà tôi hai đứa tập kịch để biểu diễn phục vụ cho trường, phải không? Dạ. Rồi, bây giờ giúp giùm tôi cái này được không? Dạ được. Nói nghe, ngày mai này bên hội người già cao tuổi tôi có chương trình văn nghệ để chào mừng người cao tuổi. Bây giờ tôi muốn có tiết mục biểu diễn, cậu em mày giúp tôi được không? Tùy bác, nếu bố có năng khiếu thì con chỉ. Nếu cho em này hay thì tôi sẵn sàng học hỏi. Dạ. Bây giờ làm sao? Bây giờ bác có thuộc kịch nào không? Kịch hả? Kịch không thuộc. Tuồng được không? Tuồng được không? Tuồng hả bác? Ừ. Cũng được. Bác thuộc tuồng nào? Tô Ánh Nguyệt được không? Trời ơi, tuồng này hay lắm nè. Bác đóng vai ông già thằng Minh nha. Không được đâu, vai đó già lắm, không được. Vậy con Minh nè. Không được đâu, vai con Minh cái đóng vai đó la má nó tôi sợ lắm. Vậy chứ bác đóng vai gì? Vậy Minh được không? Trời ơi, kép chánh. Tôi khoái làm kép chánh lắm. Rồi bác muốn cảnh nào? Cái cảnh Minh tìm để thăm Nguyệt á. Bây giờ giả bộ nha, bác từ ngoài bước vào. À. Con đóng Nguyệt. À, chú em mày đóng Nguyệt. Dạ. Tôi đóng nghe Minh. Dạ. Bắt đầu vô tuồng phải không? Dạ. Rồi làm như thiệt nha. Dạ làm như thiệt. Đây. Rồi, chuẩn bị nha. Rồi làm dạ, như thiệt nha. Bác ngoại vô. Bắt đầu từ ngoài vô nha. Dạ. Minh vô nha. Dạ. Minh vào thăm Nguyệt, bắt đầu. Vén. Nguyệt. Bà. Minh không có đi vậy. Minh người ta đi vậy nè. Sao? Già yếu phải không? Vậy mới giống Minh mà. Rồi. Vô lại. Dạ. Bắt không, đầu. Không lưng với chú bác. Rồi. Rung đấy. Rồi. Ừ. Diễn. Chào thầy. Nguyệt. Mời thầy ngồi. Thôi tôi không dám ngồi đâu. Nguyệt. Thôi thầy đứng đỡ đi nha thầy. Đứng cũng được. Thầy còn tìm đến đây làm gì nữa? Nguyệt à. Thôi thầy về đi mà. Nguyệt. Thầy về đi. Anh đang cúi đầu chờ ông Huệ, mong em rộng lòng thứ ba. Người đã dạy cho em biết bao khổ lụy suốt cả đời, cam chịu hơ giang.
Thầy ơi, trong tuần Minh nó có ho dữ vậy thầy? Sao ngồi này ho dữ vậy thầy? Trong tuần Minh nó ho thường, còn Minh này ho gà. Thôi thầy về đi mà thầy. Nguyệt, khi nào qua đám cưới của thằng Tâm con tôi thì tôi sẽ trả lời. Nguyệt à, thầy về đi mà. Ôi máu tôi à, rơi ai bài chi tranh đỏ đầy, để cho phải khổ máu ra nhiều quá Nguyệt ơi. Máu đâu? Ủa đâu có máu? Tôi thí dụ mà. Không biết gì hết à. Thôi thì về đi mà thầy. Nguyệt, thì về đi mà. Nguyệt, không. Nguyệt, không. Tự nhiên Nguyệt biến chứng rồi Nguyệt. Nguyệt, không. Anh xin lỗi mà. Không. Anh cho phải không? Thiệt. Thiệt phải không? Thiệt mà. Dạ chết rồi. Xin lỗi bốn lần là không cho, là sao? Là sao? Không có bác, không có. Không có gì, tôi xin lỗi thôi chứ là. Thôi thôi thôi, hư hết rồi, hư hết rồi bác. Ủa, ơi. Hư gì? Măng nóng quá, đông kịch không được đâu. Nóng quá đông kịch không được hả? Thôi bây giờ con có đề nghị dày. Sao? Bác lớn tuổi rồi, đông kịch chi nữa cho nó mệt. Bác là bác hát giúp vui một bài là được rồi. À, ngày mai qua bên hội người già cao tuổi, không cần diễn kịch. Dạ. Lên hát giúp vui bài được rồi. Dạ. Trời ơi, hay quá, vậy mà nãy giờ không chịu nói. Mà tôi hát bài gì cậu ơi? Thôi bây giờ con hát trước ba theo nha. À, tôi với cậu song ca phải không? Dạ. Rồi, mời cậu. Ngon lành. Vô. Ê, cha, chúp. Người già có gì vui? Người già không ăn nhau. Người già nói điều chi? Người già dạy cho con phải sống thật tốt hơn. Nói bước cùng tổ tiên, con cháu hùng vương, hùng vương,